Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo số lượng và chất lượng, huyện Yên Mô đã triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt trong các khâu, các bước, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Trong quá trình thực hiện, huyện luôn quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên khích lệ tinh thần để thanh niên và gia đình nhận thức đúng đắn việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân trong độ tuổi đối với đất nước. Do đó, đã có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tham gia nghĩa vụ quân sự giúp bọn em học tập, rèn luyện bản thân và trưởng thành. Đấy cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ của thế hệ trẻ để góp phần bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, từ khâu đăng ký cho đến quản lý điều tra, xét duyệt thực lực, khám sức khỏe, thâm nhập cơ sở, chốt quân số và phát lệnh cho thanh niên. Đặc biệt, bên cạnh chế độ chính sách của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự, huyện và các địa phương cũng có những chính sách riêng. Các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt được sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3, đủ điều kiện nhập ngũ mà có đơn tình nguyện thì trước mắt là ủy ban xã hỗ trợ cho mỗi công dân là 1 triệu đồng trên một công dân. Đấy. Và cái tiếp theo là cái nguồn động viên của các ban ngành đoàn thể, chính quyền cơ sở đấy, cũng đã động viên và tuyên truyền đối với các cháu, nhắc nhở để các cháu yên tâm trong cái việc thực hiện nhiệm vụ. Thời điểm này, Yên Mô đang tập trung khám sức khỏe, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ theo quy định, công khai danh sách những công dân đủ điều kiện về sức khỏe, học vấn để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin, tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, đảm bảo quy trình tuyển quân chặt chẽ, thống nhất, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo đối với các xã là tổ chức thành các tổ đội tuyên truyền, tiếp tục gặp gỡ các cái gia đình mà có con em, có thanh niên mà trúng tuyển vào thực hiện nghĩa vụ quân sự để làm sao đấy nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thanh niên ngay từ ban đầu, thực hiện các cái bước ba gặp bốn biết, bảo đảm chặt chẽ và nghiêm túc. Năm 2023, Yên Mô được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 250 công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân. Mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện sẽ hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.